Sau một thời gian dài phải tạm hoãn vì tình hình dịch bệnh phức tạp thì chúng ta đã cùng hướng tới một năm mới, năm 2022 với nhiều giải bóng đá ở quy mô đã được dự định từ trước. Trận đấu mà quý vị bạn chuẩn bị theo dõi là cuộc đọ sức giữa các cầu thủ FC Thóc và FC Smile. Chúng ta sẽ được chờ đợi và hướng tới trận đấu này vẫn có những sự hấp dẫn rất đặc biệt. Một trận đấu đã bắt đầu. Vòng đấu thứ 3 quay trở lại với cơ hội. Đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho FC Thóc. Bàn thắng đến từ rất sớm dành cho đội bóng xanh. Cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của FC Thóc. Tình huống chọc khe của Xuân Tiến dành cho số 36, đội trưởng bên phía FC Thóc. Đó là Văn Sơn. Văn Sơn đã có một tình huống dứt điểm rất khéo léo, nhẹ nhàng hạ gục thủ thành bên phía FC Smile. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Đường chuyền. Bóng trở lại với Xuân Tiến. Vẫn Xuân Tiến, dứt điểm. Không vào. Đánh đầu. Đó là tình huống bật cao của cầu thủ mang số 36. Rất hay. Đưa bóng ra, dứt điểm. Không vào. Đường chuyền hay. Cơ hội dành cho FC Smile. Không vào. Quá đáng tiếc dành cho tình huống xử lý vừa rồi của số 68. Cùng xem lại pha bóng này. Tình huống mà thủ thành bên phía FC Thóc đã chơi vô cùng tập trung. Rất nguy hiểm. Cơ hội dành cho FC Thóc không thành công. Và dứt điểm quá hiền của Văn Sơn. 3-2. Rất nhịp nhàng, cơ hội vẫn không vào. Tấn công FC Smile. Cơ hội dành cho FC Thóc. Văn Sơn vẫn chưa có bàn thắng thứ hai dành cho cá nhân Văn Sơn. Và FC Thóc vẫn không vào. Trời ngày càng mưa to. Cực kỳ tín hiệu hiện tại với pha lập công của Văn Sơn bên phía FC Thóc. Cơ hội đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 dành cho FC Thóc. Và đó là tình huống lập công của thủ mão số 68. Đó là Văn Dũng. Hãy cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng nhân đôi cách biệt dành cho đội bóng xanh. Đó là một đường chuyền tuyệt vời dành cho Văn Dũng tới từ Văn Sơn. Đưa bóng vào. Kết quả của hai trận đấu được giữ nguyên. Nếu kết quả được giữ nguyên, rất nguy hiểm. Không có bàn thắng thứ 3 dành cho FC Thóc. Đường chuyền rất hay. Dứt điểm. Rất không chính xác. Định đó không phải là một tình huống phạm lỗi của một cầu thủ bên FC Thóc. Phốc phẹt. Tình huống xử lý tương đối mạo hiểm. Phốc phẹt. Vẫn phốc phẹt. Lần này thì Ngọc Tuân đã có một tình huống bắt bóng rất chính xác. Văn Hoàng là cầu thủ thường xuyên xuất hiện tại TLX. Cơ hội không vào. Vẫn không vào. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp của FC Smile. Đầu tiên là tình huống dứt điểm của thủ mão số 6 và sau đó là pha ập vào của thủ mão số 36. Khánh Anh. Xoáy lên. Không vào. Khánh Anh. Không thành công. Đường chuyền rất cảm giác, phốc phẹt. Không có bàn thắng. Tình huống dứt điểm thẳng, bóng đi không chính xác. Phốc phẹt. Đường chuyền hay. Cơ hội. Tiếng còi đã cất lên. Xuân Tiến. Bóng không qua hàng rào, vẫn còn. Tình huống bóng 2 không chính xác.
điểm liên tiếp. Cơ hội 3-0 dành cho FC Thóc. Không thể dễ dàng hơn dành cho đội áo xanh. Tình huống dứt điểm thành bàn của cầu thủ áo số 3. Đó là một đường chuyền vô cùng thuận lợi của cầu thủ áo số 9. Người ghi bàn bên phía FC Thóc đó là Ngô Tiến Lĩnh. Tiến Lĩnh có một tình huống dứt điểm rất đơn giản. Minh Thành băng lên rất dũng mãnh của số 77. Không vào. Tương đối nhịp nhàng. Phúc Anh không vào. Minh Thành đường chuyền quá sâu. Đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Kết quả chung cuộc là 3-0 nhưng FC Thóc. Chúng ta cùng tạm nghỉ trong ít phút và sẽ cùng quay trở lại với những diễn biến ở lượt trận thứ 2.